Về việc bổ nhiệm nhân sự lãnh đạo tại Bộ Công an. Ngày 20 tháng 11 tại Công an tỉnh Sóc Trăng, Bộ Công an đã tổ chức lễ công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về công tác cán bộ. Trung tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an chủ trì buổi lễ. Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Công an, Thứ trưởng Lương Tam Quang thông báo quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc điều động Đại tá Nguyễn Minh Ngọc, Giám đốc Công an tỉnh Sóc Trăng đến nhận nhiệm vụ Phó Cục trưởng Cục An ninh điều tra Bộ Công an. Thứ trưởng Lương Tam Quang cũng đã trao quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc điều động, bổ nhiệm Đại tá Lâm Thanh Soi, Phó Giám đốc Công an tỉnh An Giang nhận nhiệm vụ và giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Sóc Trăng thay Đại tá Nguyễn Minh Ngọc. Chúc mừng hai đồng chí vừa được giao nhiệm vụ mới. Thay mặt lãnh đạo Bộ Công an, Thứ trưởng Lương Tam Quang đã yêu cầu trên cương vị công tác mới, hai đồng chí vừa được điều động, bổ nhiệm phải không ngừng nỗ lực phát huy trình độ, kinh nghiệm, nêu cao tinh thần trách nhiệm, luôn là người lãnh đạo, chỉ huy xuất sắc, là tấm gương, là chỗ dựa tin cậy cho cán bộ, chiến sĩ học tập và noi theo. Phát biểu nhận nhiệm vụ mới, Đại tá Lâm Thành Soi cảm ơn lãnh đạo Bộ Công an, lãnh đạo cán bộ chiến sĩ Công an tỉnh Sóc Trăng đã tín nhiệm, giao trọng trách, nhiệm vụ mới cho đồng chí. Trên cương vị Giám đốc Công an tỉnh Sóc Trăng, Đại tá Lâm Thành Soi hứa sẽ cùng tập thể lãnh đạo, cán bộ chiến sĩ ra sức phấn đấu giữ vững an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội, xây dựng tập thể trong sạch, vững mạnh, góp phần phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Trên đây chúng tôi vừa gửi đến quý vị và các bạn thông tin về việc bổ nhiệm nhân sự lãnh đạo tại Bộ Công an. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi chương trình của chúng tôi.